Mỗi ngày trôi qua, Vạn Xuân Group luôn hướng tới mục tiêu tạo dựng được niềm tin, sự tín nhiệm và hài lòng của khách hàng và các nhà đầu tư thông qua những dự án bất động sản tại những vị trí đắc địa được quy hoạch bài bản, thiết kế ấn tượng, tích hợp đầy đủ các tiện ích nội khu đẳng cấp, góp phần nâng cao giá trị cuộc sống và thay đổi diện mạo tại những địa phương chúng tôi phát triển sản phẩm bất động sản. Thành lập ngày 1 tháng 6 năm 2005 với hơn 16 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển các dự án bất động sản, các dòng sản phẩm nhà phố, biệt thự và căn hộ. Hiện nay, Vạn Xuân Group đã có hơn 22 dự án đã được triển khai tại các vị trí trọng điểm tại thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương. Hơn 5.000 sản phẩm tại các vị trí trung tâm thành phố đã được ra mắt với hơn 10.000 khách hàng tại các tỉnh thành trong và ngoài nước. Trên hành trình thành công và phát triển bền vững của mình, Vạn Xuân Group tin rằng bên cạnh nguồn nhân lực dồi dào thì môi trường làm việc luôn là điểm quan trọng rất cần được nâng cao. Một môi trường làm việc chuyên nghiệp là tạo dựng được sự hứng khởi trong tinh thần làm việc và khả năng chuyên môn sâu của từng bộ phận. Với đội ngũ nhân sự năng động, nhiệt tình, tâm huyết và có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển các dự án bất động sản chính là lợi thế cạnh tranh lớn nhất của chúng tôi, tạo ra giá trị bền vững và lâu dài. Pháp lý dự án là một trong những thông tin được khách hàng quan tâm, đặc biệt với những tài sản có giá trị như nhà cửa, căn hộ. Vấn đề này được chú trọng hơn bao giờ hết. Một trong những điều ghi điểm nhất của Happy One Premier trong lòng khách hàng là tình trạng pháp lý rất được đảm bảo của dự án, mang lại cho các nhà đầu tư nhiều niềm tin khi dự án đã có giấy phép xây dựng do Sở Xây dựng cấp. Đây là yếu tố quan trọng đảm bảo được tiến độ dự án, thời gian bàn giao nhà sẽ đúng như dự kiến đề ra. Cùng với pháp lý dự án minh bạch, Happy One Premier cũng đang được Vạn Xuân Group đẩy mạnh vì tiến độ thi công để khách hàng nhận nhà đúng thời hạn bàn giao. Được chính thức giới thiệu ra thị trường từ đầu năm 2021, đến nay đã có hơn 600 căn hộ của Happy One Central đã có chủ và nhận được phản hồi tích cực của khách hàng và các nhà đầu tư. Tại lễ trao giải Property Guru Vietnam Property Awards 2021, Happy One Central được vinh danh ở hạng mục Dự án căn hộ tốt nhất Bình Dương, Best Condo Development Bình Dương. Đây là giải thưởng danh giá về uy tín bởi quy trình đánh giá chặt chẽ, minh bạch của hội đồng thẩm định gồm những chuyên gia đầu ngành bất động sản trong và ngoài nước. Giải thưởng đã góp phần minh chứng cho những tâm huyết của Vạn Xuân Group kiến tạo ra những dự án chất lượng cao và là cơ sở vững chắc để khách hàng lựa chọn các sản phẩm sau này do Vạn Xuân Group phát triển. Nhận thấy tầm quan trọng của công tác đào tạo nội bộ trong thời kỳ công nghiệp cách mạng 4.0, các xu hướng phát triển kinh tế trên thế giới liên tục biến động và thay đổi không ngừng. Vạn Xuân Group đã liên tục tổ chức các buổi đào tạo nội bộ nhằm nâng cao chuyên môn và kỹ năng cho đội ngũ nhân sự trong công ty. Vì chất lượng đội ngũ chính là điều làm nên uy tín và sức cạnh tranh của Vạn Xuân Group trên thị trường. Xác định con người là tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp là nhân tố quyết định sự thành bại của doanh nghiệp. Vì vậy, trong năm qua, Vạn Xuân Group đã triển khai nhiều chương trình hành động thiết thực trong công tác chăm lo đời sống cho người lao động. Trong năm, công ty đã tổ chức các hoạt động như chúc mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3, ngày 20 tháng 10. Trong năm 2021, dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình kinh doanh của nhiều doanh nghiệp và Vạn Xuân Group cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, Vạn Xuân Group vẫn luôn đề cao trách nhiệm với cộng đồng. Đơn cử như trong tháng 7, tháng 8 năm 2021, Vạn Xuân Group đã hỗ trợ cho quận 12, quận Hóc Môn và tỉnh Bình Dương hơn 7 tỷ đồng cho các hoạt động thiện nguyện. Sắp tới, Vạn Xuân Group sẽ tiếp tục triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, phát triển cộng đồng nhằm lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái trong doanh nghiệp và xã hội.